lý duyên sinh, hay thập nhị nhân duyên, còn được gọi là giáo lý duyên khởi. Có nghĩa là cái này sinh, nên cái kia sinh, cái này diệt, nên cái kia diệt, là nguyên tắc chung, giải thích về sự hình thành hay hủy diệt của các pháp. Duyên khởi là giáo lý quan trọng nhất của Phật giáo. Nó là giáo lý được Đức Thế Tôn chứng ngộ dưới cội cây Bồ Đề, trước khi Ngài trở thành đấng giác ngộ, bậc đạo sư cho chư thiên và loài người. Có thể nói, duyên khởi không chỉ là giáo lý chỉ rõ nguyên tắc vận hành của mọi pháp trong thế gian, từ vật lý cho đến tâm lý. Không một pháp nào hình thành hay biến hoại mà ra ngoài quy luật này. Nó còn là lý thuyết đầu tiên phản bác hệ thống triết học của Bà La Môn, phủ nhận tư tưởng sáng tạo của đấng Phạm Thiên. Chi đầu tiên là vô minh và chi cuối cùng là lão tử, là biểu thị trạng thái khổ đau. Nếu đứng về mặt nhân quả, giải thích nhân là vô minh, quả là khổ. Như vậy, muốn chấm dứt quả khổ, chỉ có cách diệt trừ nhân là vô minh. Muốn biết con người chuyển biến như thế nào, Phật giáo có thuyết 12 nhân duyên. Có 12 chi bao gồm vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Để hiểu vấn đề chuyển biến luân hồi sinh tử, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua video sau nhé. Vô minh là gì? Có nhiều nghĩa giải thích cho nhân duyên vô minh. Vô minh là không biết như thật, không tỏ ngộ chân tâm, không thấy Phật tánh của mình. Vô minh là không biết chân thật về mọi sự việc, thật cho là giả, giả cho là thật, phân biệt chấp mình, chấp người, chấp mọi sự trên đời. Vô minh là tối tăm, mê mờ, ngu si, không biết nghiệp báo lành ác, nên khởi tham lam, sân hận, do đó phiền não khổ được sinh ra. Vô minh là không biết khổ, không biết nguyên nhân gây ra khổ, không biết diệt khổ, không biết đạo. Là làm, tạo tác. Vì vô minh, con người suy nghĩ, nói năng, hành động lành dữ gọi là hành. Khi con người suy nghĩ, nói năng, hành động thiện ác là đã tạo ra cái nghiệp. Cái nghiệp tương ứng ấy có thể trở trong kiếp này hoặc kiếp sau. Là các thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đó là ý thức của mắt, ý thức của tai, ý thức của mũi, ý thức của lưỡi, ý thức của thân, ý thức của ý. Sắc chính là thân sắc, hay sắc uẩn là một trong những hợp uẩn của chúng sanh. Tại kiếp sống mới, các thức không có hình tướng, nói cách khác là đó tâm gồm thọ, tưởng, hành, thức là danh, hòa hợp cùng sắc nên có danh sắc. Sắc là nhục thể mới gồm bốn đại đất, nước, gió, lửa. Tinh thần và thể chất hòa hợp với nhau là danh sắc. Gọi là sáu chỗ vào. Từ danh sắc dần dần thành thân thể, có sáu nội nhập sư, đó chính là sáu căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, là chỗ đến, chỗ tiếp xúc của sáu trần gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nên gọi là chỗ sáu nhập. Ở trong bụng mẹ, chúng sanh sẽ phát triển đầy đủ tất cả bộ phận. Có sáu xúc, nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Xúc ở đây là tiếp xúc. Khi đủ ngày tháng ra khỏi bụng mẹ, lớn dần lên, sáu căn tiếp xúc sáu trần, như mắt thấy cảnh, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc bên ngoài. Là lãnh thọ. Có ba loại thọ là thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui. Khi lớn dần lên, tiếp xúc sáu trần sinh ra phân biệt, đó chính là cảm thọ, như mắt thấy cảnh đẹp xấu, tai nghe tiếng thấy hay dở, mũi ngửi mùi thấy thơm, thối, tanh, hôi, lưỡi nếm vị thấy mặn, nhạt, ngọt bùi, đắng cay, thân tiếp xúc thấy nóng, lạnh, êm, nhám, cứng, mềm, ý nghĩ muôn vật khác biệt. Khi tiếp xúc rồi sẽ lãnh thọ những cảnh vui buồn, sướng khổ hay bình thường, không vui buồn, không sướng khổ. Là yêu thích. Có dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Lúc cảm thọ, sinh ra ưa thích hay không thích, đó là ái ố, yêu ghét. Khi thọ vui sướng ưa thích, sinh tham muốn làm sao cho được. Khi thọ buồn khổ ghét chê sinh giận hơn, tìm cách gạt bỏ. Đây là động cơ thúc đẩy khẩu, thân, ý tạo nghiệp.
là giữ lấy. Vì tham ái nên tìm cầu nắm lấy giữ lấy cái ưa thích, chấp đắm ghi nhớ mãi không quên gọi là thủ, và ghét bỏ nhớ mãi cái không ưa cũng gọi là thủ. Mục đích của thủ là cố tìm mọi cách để thỏa mãn cho bản ngã yêu ghét của mình, do đó mà tạo ra nghiệp. Có 4 loại thủ là dục thủ, kiến thủ, giới thủ và ngã thủ. Là có, nghiệp sẽ trả lại những quả báo sau này nên gọi là hữu, tức là có cái nhân lành giữ cho kiếp sau, gồm có 3 loại hữu là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Là sinh ra, đã có hữu là cái hạt mầm, hết đời này thế nào cũng sinh ra ở kiếp sau, tùy theo nghiệp lành ác mà được sinh đến một trong 6 cõi tương ứng để lãnh quả báo lành, giữ. Như vậy khi được sanh, các loài trải qua sự hòa hợp của ngũ uẩn và lúc đó sẽ có sanh mạng. Mọi người khi già tóc bạc, răng rụng, khí lực hao mòn, các căn dã rời, tay chân yếu kém, lẩm cẩm, lú lẫn, làm việc gì cũng khó khăn mệt mỏi, đó là lão. Khi một hơi thở ra không thở vào nữa thì mạng sống chấm dứt, hơi ấm không còn, thân hư hoại, đó là tử. Khi đã sinh thì phải già chết, dù ở cõi nào cũng vậy. Ba thời, trong 12 nhân duyên chia ra như sau. Hai nhân duyên, vô minh và hành, thuộc về đời quá khứ, vì mê lầm mà tạo nghiệp nhân. Năm nhân duyên, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, là năm quả hiện tại, nhận lãnh do nhân quá khứ gây ra. Ba nhân duyên, ái, thủ và hữu, là nhân đời hiện tại tạo nghiệp, cho quả ở kiếp sau. Hai nhân duyên, sinh, lão tử, là quả của thời vị lai do nhân của ái, thủ, hữu tạo lên. Như thế, từ nhân đời quá khứ sang quả đời hiện tại, trong khi gặt quả đời hiện tại lại tạo nhân cho quả đời tương lai. Ba đời cứ thế nối tiếp mãi không ngừng, như một bánh xe quay tròn mãi mãi. Nhưng việc luân hồi không phải chỉ ở cõi người, mà tùy theo nghiệp thức dẫn dắt, nếu làm lành được hưởng sinh trở lại cõi người, cõi trời hay cõi thần. Nếu làm ác, bị nghiệp kéo xuống địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh. Ta có thể lấy ví dụ đơn giản về một quy trình của lý duyên sanh như sau. Kiếp xưa bạn là một vị chư thiên ở tầng trời tứ thiên vương, nhưng do vô minh mà có những hành động tạo ra nghiệp ác lên khi chết bị đọa xuống cõi người. Sự hình thành thân người của bạn ở kiếp này bắt đầu từ thức hòa hợp với sắc mà hình thành danh sắc, và tùy theo nghiệp lực cái danh sắc ấy sẽ được xinh đẹp hay xấu xí. Danh sắc ấy được nuôi dưỡng theo quy luật tự nhiên từ trong bụng mẹ. Sự hình thành đó là lục nhập, vì có lục nhập mới có 6 giác quan cảm nhận với cuộc sống này. Khi được sanh ra ta tiếp xúc với bố mẹ, nhà cửa, quang cảnh chung quanh thì đó là xúc, vì cái xúc chạm đó mà ta có cảm nhận cuộc sống như thế nào. Như bố mẹ yêu chiều hay nghiêm khắc, cuộc sống dễ dàng hay vất vả gọi là thọ. Mà khi có cảm thọ thì ta cũng sẽ có những điều yêu thích hay chán ghét, như ghét bị nói xấu, hay thích người yêu, vợ, chồng đẹp gọi là ái. Điều đó dẫn tới muốn nắm giữ những điều yêu thích làm của riêng, cái mình, đó là thủ. Trong quá trình ta sống vì vô minh thì ắt hẳn sẽ có nghiệp, đó chính là hữu, mà có nghiệp thì ta lại sinh ra và chết đi, lại bắt đầu một vòng tuần hoàn như lúc ban đầu.